Mỹ giúp cho Pháp phi cơ chuyên chở, tin từ Brussels. Một chiếc phi cơ C-130 của quân đội Mỹ và 35 quân nhân đã rời phi trường quân sự Mansfield trong ngày hôm nay để tăng cường khả năng vận chuyển giữa Ivory Coast và quân đội Pháp ở Mali. Sau một cuộc họp nội các đặc biệt trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Peter de Krim loan báo, Mỹ sẽ giúp cho Pháp hai chiếc máy bay C-130 và hai chiếc trực thăng cứu thương. Mỹ đã có sẵn một chiếc máy bay C-130 tại Ivory Coast. Hai chiếc trực thăng sẽ tới thủ đô Bamako vào ngày thứ hai tuần tới. Bộ trưởng de Krim nói rằng Mỹ chỉ giúp cho Pháp chuyển vận tiếp liệu y tế. Ngày hôm nay, một đoàn xe thiết giáp của Pháp đã lăn bánh trên những con đường bụi bặm của thủ đô Bamako để ra trận tuyến.